cái gặp cái bi lần nữa. Có chị hai nha. Chị hai vui quá. Đâu ạ? Mommy ở nhà bán hàng mà. Trời ơi, nó nghe nhiều. Vừa khóc vừa cười, ăn mười cục cức. Vừa danh hỏi lửa con ngựa chết cho ba vương hụ đá bắt ghé đi tìm ù à ù ấp bắt cô cho ai nữa hả? Ồ cô ba, cô ba gì, cô ba cậu đi đi rồi mà đi chưa, nhưng mà ông Hụt bà nghe chưa đi đó, cho nên hôm nay ông đẩy chưa. Hôm nay quá đông luôn, còn cái sắp hàng cũng nhé. Chở đi. Giống như cũng còn. Cũng còn. Gì ổn.
vô dĩa. Bỏ vô dĩa ta. Bỏ vô dĩa. Lãng tay à. Lấy kem cho em ăn nữa kìa.